nhé. Tám, Ferrari B4 năm, duy nhất một chiếc. Triệu phú kiêm đạo diễn Mỹ James Clickenhole còn được biết đến là nhà sưu tập ngựa chiến Ferrari nổi tiếng thế giới. Gara của ông có không dưới 40 chiếc siêu xe có giá trị về mặt lịch sử và toàn bộ là siêu xe đắt đỏ. Có thể kể đến như Stuart DV32, Lola T70 S1 7132, Fiat Dino 2400 Spider, Ferrari 208 GTB Turbo, Ferrari 166 Spider Corsair 1947, Ferrari Dino Competition 1967, Ferrari B34 1967 và Ferrari 412 B1967. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ, viên ngọc quý trong gara này là chiếc Ferrari B4 năm. Năm 2005, tỷ phú James đã đặt hàng studio danh tiếng Pininfarina sản xuất một siêu xe độc nhất vô nhị và siêu phẩm B4 năm đã ra đời một năm sau đó. Ferrari B4 năm được xây dựng trên nền tảng chiếc Enzo cuối cùng trên thế giới và lấy cảm hứng từ chiếc 330 B4. Khung xe của Enzo được giữ nguyên. Pininfarina biến tấu vỏ thân xe bằng nhiều mảng sợi carbon uốn cong. Kết quả là B4 năm nhẹ hơn, làm mát hiệu quả hơn, lực ép cao hơn và cân bằng tốt hơn so với Enzo. Ferrari B4 năm độc nhất này từng được một thành viên hoàng gia Ả Rập đề nghị mua với số tiền 40 triệu đô, tương đương 920 tỷ đồng, gấp 10 lần so với giá gốc. Nhưng James vẫn từ chối. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi ông sở hữu tài sản khoảng 200 triệu đô, nên chắc có lẽ không cần phải bán xe. Bảy, Bugatti Le Vautrinol, duy nhất một chiếc. Để kỷ niệm 110 năm ngày thành lập, Bugatti đã chế tác một phiên bản đặc biệt mang tên Le Vautrinol, được xây dựng trên chiếc Chiron nhưng ấn tượng hơn và chỉ có duy nhất một chiếc được làm ra. Siêu xe độc nhất này có giá sau thuế tại châu Âu rơi vào khoảng 19 triệu đô, gần 450 tỷ đồng. Đồng nghĩa với việc đây là chiếc xe mới đắt nhất từ trước tới nay từng được sản xuất. Siêu xe này nếu về Việt Nam thì có giá khoảng 2.300 tỷ đồng. Bugatti cho biết 2 năm và 65.000 giờ công đã được sử dụng để hoàn tất siêu xe độc nhất vô nhị này. Với khung thân làm lại 100% so với bản gốc Bugatti Chiron, thông tin từ Marca cho biết Cristiano Ronaldo, người sở hữu tài sản hơn 11.000 tỷ, đã chi tiền để sở hữu siêu xe này. Tuy nhiên và thông tin khác thì người đại diện Ronaldo phủ nhận, còn Ronaldo thì im lặng và đến nay, chủ nhân của siêu xe đắt nhất thế giới này vẫn còn là nhân vật bí ẩn. Theo bạn, có phải Ronaldo là chủ nhân của siêu xe có 102 này không? Hãy comment đáp án của bạn bên dưới phần bình luận nhé! 6. Hypercar Devo 16. Devo 16 là một siêu phẩm theo đúng nghĩa và được trình làng lần đầu tiên hồi năm 2017 tại Dubai International Auto Show. Với biệt danh quái vật là bạn cũng có thể đoán được độ khủng của nó như thế nào rồi. Devo 16 được cho là sẽ có 3 phiên bản, 2 phiên bản thông dụng với công suất 2.000 mã lực và 3.000 mã lực, cùng một phiên bản đặc biệt 5.000 mã lực chỉ được sử dụng trên các đường đua. Phiên bản thấp nhất sẽ có giá 1,6 triệu đô, khoảng 37 tỷ đồng, trong khi phiên bản cao nhất sẽ có giá 2,2 triệu đô, khoảng 51 tỷ đồng. Rất nhiều tỷ phú đã đặt hàng con xe này, bởi nó gần như không có động cơ siêu xe nào có thể sánh bằng và tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt công chúng, đã hơn 4 năm trôi qua, cho tới thời điểm hiện tại, chưa có sản phẩm nào được trao tay cho khách hàng và Devo 16 vẫn còn là mạnh thú còn nằm trên giấy. 5. Lamborghini Veneno Raptor Carbon. Hạng những tín đồ của tốc độ chưa thể quên được siêu xe Lamborghini Veneno với màn ra mắt ấn tượng tại Geneva Motor Show 2013 để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của Lamborghini. Và phiên bản mui trần Lamborghini Veneno Raptor mới ra mắt gần đây là siêu xe độc nhất và hiếm nhất trên thế giới. Với chỉ 9 chiếc được sản xuất và bán ra trên toàn thế giới với mức giá 4,5 triệu đô, tương đương khoảng 105 tỷ đồng. Đưa nó trở thành mẫu xe đắt giá nhất của nhà Lamborghini. Và điều đáng nói nhất là có một chiếc Lamborghini Veneno Raptor đặc biệt quý hiếm với toàn bộ thân xe được làm từ sợi carbon màu đen mờ cực độc. Siêu bò độc nhất vô nhị này được rao bán tại Oran Class Motor, Dubai. Giá bán của chiếc xe không được công bố, tuy nhiên nó có thể cao hơn rất nhiều giá bán mà hãng công bố. Nhất là khi đây lại là chiếc Veneno duy nhất trên thế giới có thân vỏ được làm bằng sợi carbon. 4. Mercedes-Benz Maybach Accelero.
Maybach Accelero là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự sang trọng của những chiếc limousine cao cấp và dòng coupe thể thao. Đây được xem là một trong những mẫu siêu xe đắt nhất thế giới, được định giá 8 triệu đô trong lần ra mắt đầu tiên vào năm 2005. Mặc dù có mức giá cao ngất ngưỡng, thế nhưng Maybach Accelero vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của rapper đình đám Brian Williams. Chính bởi vậy mà anh chàng này đã không tiếc chi mạnh tay để thêm chiếc sedan độc nhất này vào bộ sưu tập của mình. Bên cạnh các siêu xe triệu đô như Maybach, Land Rover và Bugatti Veyron, Maybach Accelero trở thành một mẫu sở hợp độc nhất với mức bán đáng kinh ngạc 8 triệu đô. Nếu tính đến yếu tố lạm phát, chiếc xe có thể sở hữu giá hơn 10 triệu đô hiện nay. Và nếu đưa em nó về Việt Nam thì bạn sẽ phải bỏ ra không dưới 700 tỷ. Theo bạn, các đại gia Việt có dám bỏ tiền để mua hay không? 3. Bugatti Veyron Mansory Linea Vincero, một chiếc duy nhất 3 triệu đô. Từ siêu xe Veyron đời 2008, Mansory đã tạo ra bản độ độc đáo với tên gọi Linea Vincero. Bản độ này chỉ có một trên thế giới và là một trong ba chiếc Bugatti được độ bởi hãng độ Đức. Siêu phẩm độ Mansory Linea Vincero sở hữu ngoại thất được làm hoàn toàn từ sợi carbon. Không chỉ thay đổi ở bộ cánh sợi carbon, siêu xe Veyron còn được Mansory nâng cấp nhẹ một số chi tiết như lưới tản nhiệt kiểu dáng chữ V, cản trước thay đổi nhẹ, đèn LED chạy bằng ban ngày và vành xe màu vàng khiến siêu xe độ của Mansory trở nên sang trọng hơn phần nào. Động cơ xe cũng được nâng cấp, đạt công suất 1.110 mã lực, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h khoảng dưới 2,5 giây. Siêu xe này được cho là có giá không dưới 3 triệu đô, tương đương khoảng 70 tỷ đồng và hiện nằm trong gara của ông trùm bất động sản ở California, Manny Cosby, triệu phú bất động sản, người sở hữu danh mục bất động sản rất dài ở 6 bang, kiêm chức giám đốc điều hành của The Cosby Company tại hạt Orange, bang California, thường có 3 chiếc Bugatti trong gara. Tất cả đều là hàng one-off và Bugatti Veyron Mansory Linea Vincero là một trong số đó. 2. Bugatti 16C Galibier. Một trong những ngôi sao tại triển lãm ô tô Geneva 2010 diễn ra ở Thụy Sĩ là Bugatti 16C Galibier. Thế nhưng đến nay, ngôi sao ấy vẫn nằm ở trên không mà chưa xuất hiện trên mặt đất. Ngoại hình Bugatti 16C Galibier nổi bật với đèn LED, cửa hậu phân đôi và hệ thống 8 ống xả, nội thất cao cấp với 4 ghế ngồi độc đáo, cầm điều khiển trung tâm nổi và một chiếc đồng hồ Pamiani Fleurier. Sức mạnh của xe có được nhờ động cơ 8 lít, 16 xi lanh tăng áp, công suất lên đến 1.000 mã lực. Galibier được Bugatti kỳ vọng đây sẽ là mẫu xe 4 cửa sang trọng, thanh lịch, độc đáo và mạnh mẽ nhất thế giới. Dự kiến, Bugatti 16C Galibier sẽ được bán với giá khoảng 1,4 triệu đô, tương đương khoảng 33 tỷ đồng và có mặt trên thị trường vào năm 2013 hoặc 2014. Tuy nhiên, Bugatti 16C Galibier có chung số phận với Devo 16 vì đến nay mà cũng chả có chiếc nào được giao cho khách hàng, dù được dự kiến sản xuất lên tới 3.000 chiếc. 1. Rolls-Royce Swaptail. Rolls-Royce Swaptail là một sản phẩm độc nhất được thiết kế riêng cho một trong những khách hàng giàu có nhất của Rolls-Royce. Lấy cảm hứng từ những chiếc Rolls-Royce của thập niên 20 và 30 của thế kỷ trước, chiếc Swaptail được bắt tay vào thực hiện vào năm 2013. 4 năm sau đó, siêu xe này đã được đưa ra giới thiệu trước công chúng và trưng bày tại sự kiện Villa d'Este Concorso d'Eleganza Italia. Và ngay cả trong ngày ra mắt Swaptail, danh tính của vị tỷ phú đã đặt hàng siêu phẩm này vẫn không được Rolls-Royce tiết lộ. Họ chỉ miêu tả về vị đại gia này là người am hiểu và sưu tầm những thứ độc nhất vô nhị như siêu du thuyền hay chuyên cơ. Với số tiền 13 triệu đô, tương đương 300 tỷ đồng mà vị đại gia trên phải bỏ ra để sở hữu siêu phẩm này, đây là minh chứng rõ ràng khẳng định chỉ cần có tiền, nhà sản xuất sẽ làm bất cứ thứ gì bạn muốn.